水哎。Ta thì đến bao giờ? Nào. Một team nào dễ build một tí, thật sự luôn. Lead luôn ạ. Đừng Kisser Ballet. Sồi ôi. Kisser Ballet này. Bây giờ xem nào, đầu tàu là ai nhỉ anh em? Banford. Bassua. Ừ, chắc có mua được mỗi thằng này. 23. Chắc mua được mỗi thằng này thôi. Zaha LOL. Ai em 15 tỷ. Đấy, có sẵn luôn, có sẵn anh em. Mẹ, mua nhanh không là mất. Đi chúng rau mày đá cam được anh em ạ. Đi chúng rau mày đá cam cũng được. Đấy, Zaha cho đá tiền đạo cũng được. Bùi tím tự tin luôn, không cần nhìn giá luôn mà. Tự tin không cần nhìn giá luôn. Sa kho. Được chưa? Em đừng cản tôi, anh em đừng cản tôi. Đừng cản tôi. Fonte. Trời ơi, không có cầu thủ yếu anh em. Không có cầu thủ yếu. Chứ người chơi không giỏi, được chưa? Andersen này. Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5 rồi. 6, 7, 8 rồi. 2 CB thiếu 1 GK, 2 cánh nữa là đẹp. Đấy. Sắp xếp đội hình đã. Nhận tất cả này. Tí nữa tôi đá cho anh em. Tí tôi đá cho anh em xem. Đấy, một thằng CM thôi, một CM nữa. Thiếu 1 này, 2 này. 3, 4 vị trí nữa. Đấy. 5 minutes later. Được chưa? Đi đầu sẽ là Benteke này, Batshuayi này, Zaha, Lee Chung-jong, Wan-Bissaka. Ôi toàn những con mẹ hào thủ luôn ý. Thủ lĩnh hào phòng ngự sẽ là Sakho. Team này lần đầu tiên anh em thấy trên FIFA Online 4 luôn. Lần đầu tiên anh em thấy, được chưa? Ngày mai, ngày kia tôi sẽ lên clip, anh em sẽ thấy nó viral cực kỳ. Em nhìn cái team này mà học. Đấy. Mình sẽ để là gì? Áp bực khi xử lý bóng lỗi, trạng thái nhanh. Thôi phạt góc thì mình để khoảng 2 thôi. Xẻ nách này. Chạy chỗ này. Đấy. Sẽ là gì? Cầu thủ di chuyển từ cánh vào trung tâm. Ra 2 thì mình sẽ để là bám biên, chọc khe và chờ cánh. Đi trung dòng thì bám biên, chờ cánh này, chọc khe, ok chưa? Wan-Bissaka để tấn công nhá. Thằng này để giữ vị trí. Được chưa? Mấy thằng này để công. Công thấp thủ cao. Công thấp thủ cao. Đấy. Thằng này thì mình sẽ để là di chuyển từ cánh vào trung tâm. Đấy. Em đóng khung lại đội hình này giúp tôi nhá. Đóng khung lại Kisser Ballet giúp tôi. Một ST, một CF đi khẩy ơi. Nếu mà anh em thích. Nếu mà anh em thích. Nếu mà anh em thích nha. Đấy, là đúng sơ đồ này luôn. 4-2-2-2. Để cho Batshuayi gọi là gì nhỉ? Lùi về tuyến 2 và xây dựng lối chơi. Được chưa? Team này rất khỏe nha. Anh em yên tâm. Ông nào yếu cứ mang cái lượng lên đây nha. Con mẹ chúng mày. 180 người xem mà 67 like à. Anh em like chúng đi mày em. Nhờn với tao đấy à. Em like tao đi. Tao cho chúng em M1P nữa lên 120 like đó. Có 1 phút rồi đấy. Em like lên, đi. Lên gấp. Có 1 phút thôi đấy, anh em like đi, đừng để Vũ nóng tính nhá. Xin chạy quả vào. Xin nhẹ quả vào, BTK, phút thứ 2. Ôi giời. Em Hùng bàn cuối nay đã suy đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Mấy anh em cao đợi mài tan học đấy các bạn. Hội học sinh cá biệt gửi lời xin chào tới bạn học Vũ và hội sao đỏ nhé mặt cười. Cẩn thận cái dây chằng. Cái gì nữa? Dây chằng cái gì đấy à Hùng ơi? Bây giờ chẳng lẽ không cho đối thủ ghi bàn nó lại thành kỳ. Đấy, đá bây giờ đá anh em đá với ai thế? Để tạo ra một cái gọi là gì nhỉ? Một cái thế trận nó cân bằng. Đấy, thì người xem gọi là có hứng thú. Đấy, bây giờ đá đây, ghi bàn như này. Má chịu ấy. Đấy, ghi bàn như này này, được chưa? Mấy con vợ này dám chống đối người thi hành công vụ à? Đọc tên ra tao ghi vào sổ. Còn muốn hẹn tao á hả? Không cần đợi đến ra về thích ra sân chính gặp tao. Muốn chơi thể loại gì thì tao tiếp chiêu hết. Ôi, thôi. Muốn gọi bao nhiêu người cũng được gọi hết ra. Gọi làm gì? Liên hoan à? Hay là gì? Gọi ra liên hoan làm gì? Gọi ra liên hoan à? Dẻo thế nhở? Ôi, Batshuayi kìa. Được chưa? Nào, Batshuayi kìa, mẹ bộ E21. Ông nào bảo tôi xúc ảo nhở? Nào, yếu ở chỗ nào? Yếu ở chỗ nào vậy?
Yếu chỗ nào vậy? Yếu chỗ nào vậy? Password gì vậy? Ai đã chưa? Được rồi, ra ha. Được chưa? Yêu chúng tôi này. Nằm xuống. Lào lên này. Ai bảo yếu nhờ? Ai bảo yếu nhờ? Lý Trung Dong, ai bảo yếu nhờ? Ai bảo yếu nhờ? Ôi dẻo thế nhờ. Quả CB sút FD kìa. Yếu này. Trời ơi, Wan-Bissaka kìa. Vẫn vào, ok. Một đường chuyền của Wan-Bissaka. Ok, ui Wan-Bissaka đóng FD căng như cây chỉ luôn ạ. Năm sau bắt tôi đá bàn phím được. Đấy, giả dụ bây giờ anh em đang quen bàn phím mới chuyển sang tay cầm, anh em có đá được không? Đúng không? Anh em nhớ anh em dị thật. Người ta đang là quen tay cầm, cứ bắt người ta đá bàn phím ạ. Trời ơi! Kỹ nghệ thế nhở? Ba chưa gì kìa? Nào, ra ha. Sở kêu cái nhẹ này. Ben. Trời ơi. Cách để ăn Ben. Đấy. Cách để ăn Ben nha. Bảy đĩ phải chơi nhà giàu mới chơi được. Nhà nghèo không nên chơi bảy đĩ, ok. Ashley Cole. Em chịu bóng hơn. Nghệ thế nhở? Nghệ thế nhở? Được chưa? Ra ha. Em thấy thơ cho tôi xin phím 1. Đấy. Em thấy rùa cho tôi xin phím 2. Rùa ngõ TG được chưa? À, để bán chui ghi bàn kìa, nhục chưa kìa. Ôi, ghê vậy, đập em ghê vậy anh. Quá Nhi đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Đọc Quá Nhi nha. Xem stream phải biết khiêm nhường, chớ nên chửi bới xem thường một ai. Đúng rồi. Ở đời có đúng có sai, tuy nay thầy nhót nhưng mai vẫn gà. Điều quan trọng nhất đó là chuyên nghiệp còn nhót nữa là rank cao. Anh em cùng soạn giúp tao. Hashtag 3 chữ TGL nào. Gì nữa Quá Nhi ơi, gì nữa Quá Nhi ơi. Ờ, kéo được. Xịt tốt rồi. Mẹ lúc cái chân BTK đéo có tỷ số ẩn sút, sút phạt làm sao sút. Hai. Đi thì một like nhiều thì hai like, tao đã một like thôi. Lần rồi đấy. Một like thôi nha, một like thôi. Tôi không cần nhiều. Đấy, tôi chỉ cần một like thôi. Một like từ phía anh em thôi. Trời ơi, ra ha, được chưa? Tí hết đất 50 cái, tôi đảo ra ha, nó là nét luôn, những gì á. Hai tay 5 năm nó là như thế đấy anh em ạ. Đấy, hai tay 5 năm nó phải đảo những quả như thế. Giá chưa đến 400 nghìn, anh em sẽ có ngay một cái tay cầm này. Ổn. Trời ơi, BTK kìa. Thôi, tôi phí ghi bàn thôi, mẹ nhớ thằng này nhiều quá. Tôi phí ghi bàn thôi. Tôi phải ghi bàn anh em ơi. Đấy, chuyền này. Trời ơi. Đấy, em gọi chơi chữ thơ vào đây cái. Đấy. Thơ. Được chưa? Ra ha này, God này. BTK này. Đỡ làm sao nhở? BTK. Hôm nay tôi thơ. Sao tôi không biết nhỉ? Stealth vừa là skill gì anh em? Ừ.
Ba xua gì? Sổ chọc khe này thì đỡ sao nhở? Ơ, Ben! Láo thật! Sợi! Trong giấc mơ là chạm đấy rồi. Đấy, ăn trong giấc mơ rồi. Ui, xa kho kìa. CB nhá. CB nhá. Dẻo thật sự. Ui giời ơi, Beteke. Được chưa? Ben. Ok. Kỹ thuật ảo quá. Ảo bình thường. Ảo bình thường. YouTube. Easy. Xong luôn em ơi, nốt trận. Nốt trận nha. Và thắng này. Trời ơi, nó làm gì nhở? Bình tĩnh. Beteke này. Khỏe chứ trời. Beteke chớ luôn mà.